Hello anh em, chào anh em đã trở lại với channel của mình, channel của Thạch Kim Bi. Rất vui vì hôm nay được gặp nhau với những clip. Thì hiện tại mình đang có mặt tại 568 Play hoặc Black Key Summer của mình. Ồ, 99 lực hoạt động rồi anh em ơi, đánh bớt cho nó rớt xuống nè. Bớt cho rớt lực cho nó không mát 100 nữa là không cộng dồn, buồn lắm. Rồi, tạm thời mình sẽ đánh một lực đi ha, được chiếc sen Noel này. Rồi. Chúc em ngày vui vẻ và xem clip nhớ like video, subscribe để cái kênh để ủng hộ cho mình nha. Bạn nào chưa like, subscribe thì nhấn like, subscribe. Cảm ơn em rất nhiều. Hôm nay thì là một ngày đầu tuần rồi. Nói chung thì bước sang một cái tháng mới. Bây giờ hiện tại là tháng mới rồi, Giờ mục tiêu tiếp theo của chúng ta thì chỉ là Tết nguyên đáng thôi. Tết ta, tức là Tết ta đó. Cho nên là bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục với những clip nha. Thì chuẩn bị chào đón một cái Tết với những cái clip mà mình đã có dự tính. Thì mong là mọi thứ sẽ đều thuận lợi và suôn sẻ. Chúc em ngày vui vẻ và xem clip nhớ like. Ủa cái này mình nói rồi đúng không? Nói rồi thôi. Đau đớn thiệt. Hiện tại vì mình vẫn đang chinh phục mục tiêu là cấp 150. Wow, hiện tại là được khoảng 50% rồi anh em. Coi như là được nửa đoạn đường rồi đó. Nhận cái này nữa là 50% không? 49% á. What the hell. 49%. Thật là đau đớn. Nhưng mà không sao, cố gắng cày cuốc thôi. Được nửa đoạn đường rồi. Khi nào lên 150 là lại có clip trang bị bộ báu vật Tiger. Rồi, được một bánh mì luôn. Ui, trăm lực rồi anh em, phải lên. Thế thì phải đánh thôi. Không hiểu sao lên trăm lực luôn. Công sức nãy giờ mình vừa đánh để cho nó rớt xuống lực. Tự giờ lại tăng lên trăm. Rồi, ok. Rồi, nhận quà đã chiến tân thế giới nè. Sau đó thì vào đánh một trận để lấy cái lịch sử đấu. Không cần thắng thua nha anh em. Chỉ cần có một cái trận là được rồi. Đây là theo quan niệm của mình thôi. Còn nếu quan niệm của anh em không cần đánh thì cũng không sao. Ui, cái gì đây? Được quà này. Quà đào vàng nhận rồi đúng không? Rồi, vùng biển thần bí. Cái chiến đấu đến cùng này thì mình đã nhận rồi. Tổng cộng trong đây mình được 60k thôi hả? Trong đây được 60k thì thực sự mình cũng đang rất là thắc mắc và phân vân không biết nên đổi gì để anh em. Trong cái đợt update mới thì nó đã có thêm một cái ui, cờ Barrow Work nên anh em, cái cờ này mạnh vãi lìn nha anh em. Bữa mình đã test thử mình đặt chính của mình rồi. Sử dụng xong được khoảng như là 20k lực hay sao á. Hơi bị kinh. Ví dụ như bây giờ đang 313 mình sử dụng này sẽ lên được 315 á. Nói chung là rất là ghê luôn. Thì thần thạch và trang sức thôi, giống này để mình nghiên cứu sao được. Rồi, bỏ qua vấn đề đi. Thì hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục với series chiến phó bản, tại vì bây giờ là một ngày đầu tuần rồi anh em. Cho nên chúng ta sẽ tiếp tục với series phó bản nha. Điểm này là 6000 thì bây giờ nếu mà tính ra là không biết nên đổi cái gì đây. Thần thạch thủ thì mình đã đủ rồi. Có khi là mình lại tiếp tục bây giờ mình tích thêm một viên thần thạch nữa cũng nên. Có khi lắm á. Trong đây cũng không có gì để đổi. Thật ra thì trong đây có rất là nhiều thứ để đổi. Nhưng mà mình không biết đổi cái gì anh em. Tại vì những cái thứ này mình không cần. Không cần. Và không đủ điểm để đổi. Cho nên là như kiểu nó thiếu anh em. Được, tại vì phải đổi mảnh mà. Thần thạch thủ thì mình thì đủ rồi nè. Còn thần thạch công thì mới được có 7 mảnh. Thì làm được cái gì. Giờ thiếu tới 93 mảnh. Thôi ơi. Rồi thôi dẹp đi. Giờ chúng ta sẽ tiếp tục với phó bạn nha. Và phó bản hiện tại mình đang chinh phục đó là cái phó bản dài nhất trong game. Phó bản Aokiji ở Marineford. Chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục chinh phục xem đối thủ chúng ta sẽ là ai nha. Thân thể của ai là sao? Thân thế của ai hả? À cái này thân thế của ai. Thì như là ông Sengoku, ông công bố cho toàn thế giới biết là ai là con của vua hải tặc Gonji Roger. Quá ghê luôn anh em. Quá căng thẳng. Nhưng mà cuối cùng thì ai vẫn die nha. Như vậy là không còn ai kế thừa ngôi vị vua hải tặc hả ta? Buồn quá ta. Nghe mà buồn thiệt. Rồi, hôm nay dắt đánh nhanh luôn ha. Vậy chắc hôm nay mình đánh nhanh luôn. Ôi, vậy là đặt sai rồi. Đặt mình gâu trước mới đúng. Đặt mình gâu quẹt cho nó nhanh. Cái này tốn tới 3 lượt đi lận. Một lượt đi lo, lượt đi thêm địch với lại lượt của mình gâu. Tốn tới 3 lượt. Đừng mình gâu lên trước thì nó quẹt cái là chết hết rồi. Ok, có chặn đòn chặn điếc gì cũng chết thôi. Cho nên rất là nhanh nha. Người ta đang có hoạt động mà Noel nè. Cho nên mình cũng đang ráng tích đây. Nhưng mà mình tích mình đặt chính thôi. Còn ạc này thì như mình nói ở clip kia, mình có nói rất là chi tiết rồi. Mình con ạc Black Kisame này của mình, mình không tham gia hoạt động đợt Noel này nha. Mình đợi Tết rồi mình tham gia. Nói chung là hai ạc thì mình chia đều. Một ạc chơi hoạt động đợt này thì ạc kia sẽ chơi hoạt động đợt kia. Cho nên là không có chơi chung. Chơi chung rất là mệt. Với lại thật ra thì vốn dĩ là quạt này nó không đủ bánh mì thôi. Chứ thật ra là không muốn tham gia mà tại vì thiếu bánh mì. Rất là ít bánh mì luôn nên thôi tích tiếp rồi đặt sau chơi. Isengoku nè anh em, đây.
Sengoku công bố nè, kêu là anh là con của Gonzoger, Gonzi Roger, nhưng mà hình như là anh không chấp nhận, tại vì thằng anh nó chỉ xem rau trắng là cha thôi, cho nên là kêu gì đó, cha ta là rau trắng, thắng lòng thiệt. 17k vàng thì nói chung là đợt sau có thể mình sẽ tiêu 10k đi ha, tiêu 10k. Tiêu 10k là mua được cũng được mớ bánh mì đó anh em. Áo thẩm phán ngoại cỡ là gì? À thằng này hả? Này thấy quen quen. Này lâu lắm rồi, gặp lại từ từ cái đợt đánh với CP9 nè, thằng Baker Silver gì nè anh em, thằng ba đầu sáu tay gì nè. Đúng rồi, chính xác. Thẩm phán. Ui, gặp lại bọn kia nè. Gặp lại cái bọn mắt xích gì nè. Ghê quá nha. Ok, nice sir. Thấy lắc lắc kìa ta. Không hiểu sao mình thấy nó lắc lắc. Gặp lại thanh niên cưỡi chó rồi tùm lum nè anh em. Rất là nhiều thanh niên của phiên bản cũ luôn. Phiên bản lúc mà đánh với CP9 á. Có thanh niên cầm quả tạ, phóng quả tạ cho đúng rồi á. Ok, nào đang nói tới vấn đề gì quên rồi ta. Vấn đề bánh mì. Thì đợt này là bán 500 bánh mì một ngày đúng không? 500 bánh mì thì suy ra 500 là nói chung là một lần mua là chúng ta sẽ tốn 2k rưỡi, vậy là mua được 4 lần, 10.000 vàng là mua được 4 lần. 4 lần là 2.000, được 2k bánh mì. Ok. 2k bánh mì cộng thêm 2k bánh mì cộng thêm mình có đèn ca là coi như 3k, cái này gần được k là 4k đúng không? Ui được 4k bánh mì rồi hả? Tính ra vẫn còn ít nha. 4k vẫn còn ít. Và từ giờ cho đến đợt Tết thì sẽ còn bán nhiều bánh mì nữa, cho nên là mình sẽ mua thêm một ít nữa. Nói chung là tích nhiều bánh mì càng tốt thôi. Càng tích bánh mì càng tốt thôi nha anh em. Tại vì bánh mì chính là thứ quan trọng chúng ta farm hoạt động mà. Ok, có nhiều ông tích bánh mì kinh dị lắm anh em, tích hết trong kho luôn. Đây. Cái này trước mình cũng có nói rồi, trong kho tổng cộng là ở đây có 42 ô, theo như tính không nhầm, mình tính không nhầm thì ở trên là 6 mà dưới là 7, thì 6 nhân 7 là 42, tức là anh em nếu mà anh em tích full bánh mì ở đây thì nó nằm trong phạm vi bánh mì là khoảng 42.000 bánh mì nha anh em, 42.000 bánh mì. Trời ơi, farm phê luôn á. Mình tích cao lắm, được hình như là được 3.000, 3-4.000 gì đó thôi. Mình cảm thấy mấy ông nó tích ghê quá, đúng thiệt là cách biệt, gọi là đẳng cấp nó khác biệt anh em. Đẳng cấp nó khác biệt một trời một vực luôn. 39 hả? Ui, hai thằng này đều 39 à. Verona cố gắng tranh thủ kiếm kiếm con Lucifer chơi nè. Chứ con ạc này chưa có tinh linh ngon, có Lucifer ngon. Lucifer của mình được mạnh là 73 mạnh rồi nè. Sắp 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 tiến tới đoạn đường 80 mạnh thì sau đó 20 mạnh là đủ rồi. Nói chung là đủ thôi, chỉ chẳng qua là vấn đề thời gian thôi anh em. Vấn đề thời gian thôi. Nhiệm vụ tiếp theo của chúng ta là đạn dày đặc. Đạn dày đặc là gì đây? Chắc là hải quân bắn. Chắc là hải quân bắn pháo, bắn súng gì nè. Rồi ok, vẫn là bọn nhảy dép thôi nha anh em. Không biết là clip này mình hoàn thành được không ta? Chắc là không đâu ha. Chắc một clip nữa, clip sau mới hoàn thành được. Clip này chưa nổi đâu, tại vì theo mình biết thì các cái con boss đây nó kéo dài xuống tới đây luôn nè anh em. Đấy, kéo dài xuống tới đây luôn nè. Không biết là nó có ra cái vùng nước này không thì mình không 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 nhớ, nhưng mà nhớ không nhầm nó kéo dài tới đây, cho nên có khi là hết clip này phải clip sau và clip sau nữa mới kết thúc được luôn á. Ok. Ặc bên kia của mình chính của mình tích được 5 hộp Noel rồi, còn ặc bên này vẫn chưa tích được hộp nào, chán thiệt. Ặc này thì nói chung là mình chỉ tích theo phương diện là đánh những cái lực hoạt động mà mỗi ngày đạt được thôi. Mỗi ngày đều có. Với lại những cái phần quà trong vui vẻ online, chứ mình không có tiêu bánh mì để mình đánh, cho nên là nó không có được nhiều. Anh em có thể thấy là kia tới 5 hộp rồi đó. Tới được 5 hộp rồi. Đáng tới thêm 2 hộp nữa thôi là đủ rồi. Tới thêm 2 hộp nữa là mình có thể đổi được cái quà 7 hộp rồi. Ok, đạn dày đặc là xong. Nhiệm vụ tiếp theo của chúng ta sẽ là gì đây? Ăn mòn tất cả hả? Ăn mòn tất cả có nghĩa là thanh niên su đúng không? Chính xác, thanh niên này ăn chắc quỷ kiểu bị rỉ sét đó anh em. Đụng vô cái kiếm của Zoro, kiếm Zoro bị rỉ sét luôn, đáng lòng thiệt. Ui chúng ta quay lại bờ biển rồi nè, nãy giờ đánh ở trên cạn, bây giờ chúng ta xuống dưới nước, xuống dưới nước mà vẫn là bọn này, đáng lòng thiệt. Xuống dưới nước mà vẫn, ui phía xa xa thì mình thấy có thất vũ hải kìa, em thấy thấy ở xa xa không? Thấy ở phía xa xa không? Mình thấy có Kuma Moria này, rồi mấy người khổng lồ, đâu là mình gâu đâu ta? Ồ nhỏ quá, thằng mình gâu nó nhỏ xíu à.
Mingau nó nằm ở giữa Moria với Kuma anh em. Nếu anh em nhìn kỹ anh em sẽ thấy cái áo hồng hồng của nó nhỏ nhỏ xíu à. Tại vì Kuma với Moria to quá nên là không thấy. Ngoài ra phía bên kia nó còn có mắt diều hâu rồi Bo Hancock nữa. Nói chung là đầy đủ thuốc vũ hải nha. Ok. Rồi, xong thêm một nhóm nữa, chúng ta đến với nhóm tiếp theo coi. Đợt này không có boss biết gì hết ta. Không gặp boss nào ngon hết ha. À, đậu nổ. Đậu nổ là gì? Là ta. Very good hả? Oh my god. Không biết luôn anh em. Nói chung là một ông hải quân thôi. Một ông hải quân, ông này chắc là sao ta, gọi là chức vị gì ta? Phó đô đốc hả? Phó đô đốc hay là dưới trướng của phó đô đốc nữa ta? Mấy ông này mình thấy cũng cùi à, chứ không có gì ghê gớm nên chắc là chức thì có khi là không tới phó đô đốc đâu. Cùi à. Nói chung là trận Mariposa này đúng là trận kinh thiên động địa luôn anh em. Tập hợp rất là nhiều hải tặc, rất là nhiều hải quân mạnh mẽ. Từ mạnh tới yếu có hết. Mấy ông hải quân khổng lồ rồi cũng có xuất hiện luôn. Rất là ghê nha anh em. Ok, đánh nhanh thôi. Ông này là ông very good, skill là gì đây không biết nữa. Không kịp cho xem. Ui, được một ngôi sao kìa. Không kịp cho anh em xem skill luôn. Ok, chắc này đánh tới đây thôi ha. Cái này đánh tới đây thôi. Rồi bây giờ coi túi đồ có gì hot thì chúng ta chơi đi. Chứ giờ cũng sao ta, gọi là không có gì để làm nữa. Đánh với bạn cũng chán. Đánh với bạn thì đánh qua đánh lại thôi, rất là chán. Không có gì vui, thành ra mình cũng không muốn đánh nữa. Rồi, tích thêm một bánh mì cất vô nè. 816. Rồi, cái bảo thủ Adam này thì mình cống hiến vô đây. Rồi, nhân tiện kiếm một ít cái màu xanh xanh, cái Alabu cho em, linh hồn biển cả. Tích coi có được cái trò trống nhập dấu đỏ nè, có dấu đỏ ngon nè. Này xui thế nha, ít cái màu xanh quá. Ai được rồi nè, dấu đỏ luôn nè, ngon. Xem thử đổi thưởng nha. Giới thiệu cho anh em sơ về đổi thưởng này. Ui, mình còn thiếu hai kẹo nữa là mình được một hộp nè anh em. Bên này mình sắp đủ rồi nè. Nhưng mà thật ra thì với cái lượng này thì mình đã đủ rồi nha. Thì giờ chúng ta sẽ đổi từ cây thông sang ngôi sao và từ ngôi sao đổi sang cây kẹo là được thôi. Ồ, 4 ngôi sao là được một cây kẹo đúng không? Rồi mình sẽ đổi một cây kẹo trước nè. Đó, giờ là được 9 rồi nè anh em. Giờ mình sẽ lấy cây thông đổi sang đây. Đó, giờ mình đổi thêm 4 phát nữa. 1, 2, 3, 4. Rồi, vậy là xong. Chúng ta sẽ đổi được thêm một cây kẹo nữa. À, như vậy là vừa đủ nha anh em, đổi một hộp Noel. Như vậy mà cũng được một hộp nữa anh em. Rồi, như vậy là từ giờ đến khi hoạt động kết thúc chắc mình sẽ được thêm một hộp nữa. Cố gắng được thêm hộp nữa là coi như hai hộp. Chỉnh lý nè. Đây, một hộp Noel, một hộp Quốc Khánh. Chung là khi nào có dịp mở cho anh em cũng được tại vì mình không có chơi con ạc này, không có chơi sự kiện Noel cho nên là mấy cái hộp này mở random mở tự nhiên cũng được, không phải là vấn đề gì quá to nha anh em. Rồi, quay lại vào đội thưởng thì mình nói là giới thiệu cho anh em một số cái nội dung cho anh em chưa biết thì đợt này đổi thưởng nó có nhiều thứ thú vị lắm. Ví dụ anh em nào thiếu thiếu đám kim mà dư mấy cái nguyên liệu này thì có thể dùng để đổi nè. Rồi dư mấy cái con dấu chính phủ để đồng tâm, mấy cái vật phẩm để chiêu mộ tướng thì có thể đổi lấy túi cờ trung cấp. Mình thì mình không có, ui mình được bao rau trắng rồi nè. Mình không có dư nhiều cho nên không đổi được, hơi đen một chỗ đó. Rồi ngoài ra thì anh em dư mấy cục haki cao cấp thì em có thể đổi sang cục haki chúng ta cần nè. Hai cục thì đổi thành lại được một cục nha. Nói chung là này cũng rất là lợi luôn. Nếu như anh em nào mà dư mấy cái cục mà không cần thiết ấy, quá ngon. Thực sự là quá ngon luôn. Hai chiếc ôn dịch đổi được tia mát. Ồ, cái này thì mình không hứng thú lắm tại vì đổi 100 cái linh hồn biển cả để lấy 100 hoàng kim bảo thạch thì mình thấy nó không có gì gọi là hợp lý cả. Ok, cho nên thôi mình không cần thiết nha. Giờ vấn đề mình quan tâm nhất là rau trắng này. Nếu mà mình đủ được 5 con rau trắng thì đổi được một túi cờ trung cấp. Để mình xem được bao nhiêu con rau trắng rồi. À đục, đúng ba ông luôn hả, vãi vậy. Còn về mảnh thì sao, được bao nhiêu mảnh rồi? Ừ, 62 mảnh nữa anh em. Tức là nếu mà tích góp được thêm nhiêu đây là được thêm một ông nữa là được 4 ông hả? Vẫn thiếu một ông. Còn ông kho mình có cất ông rau trắng nào không? Như vậy là không có luôn, buồn nhờ. Hơi tiếc đấy. Ồ, không có gì luôn, hơi buồn. Rồi, ok, thôi được rồi. Như vậy là từ giờ đến kết thúc thì mình nghĩ chắc chắn sẽ không đủ không? Tại vì cao lắm mình được 4 ông thôi.
chứ không thể nào được năm ông, đen quá rồi. Trong đúng lúc mà mình lúc 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 dư thì không có, rồi lúc 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 thiếu thì nó lại ra, đau đớn thiệt. Còn acc này của mình thì tính vật rally sau tay tunsu haki đồ thì không 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 có nhiều, cho nên là không có đổi được. Ok, thôi được rồi, cảm ơn em đã theo dõi clip của mình, nhớ like video, subscribe để kênh để ủng hộ cho mình nha. Hoặc là clip hôm nay đến đây là kết thúc, hẹn gặp anh em vào những clip tiếp theo của acc Black Kisame. Bye bye anh em.